đây là cái tài khoản hoa tiêu với cái mốc là 1.000 đô, 500 đô, 3.000 đô thì vận hành nó. Nếu trong trường hợp đấu vào cái tài khoản 10.000 đô thì cái volume nó sẽ nhân 10 lên của 1.000 đô, 100.000 đô nó sẽ đấu với 100 lần. Vậy thì các cái hoa tiêu sẽ có được cái tỷ lệ, bây giờ nếu trong trường hợp mà 0,1 hay 0,01 mà lãi 12 đô thì cái tài khoản 10.000 đô sẽ là 120 đô và tài khoản 10.000 đô sẽ là 1.200 đô. Thế thì bộ phận copy trade tập trung chủ yếu vào quản trị rủi ro của cái tài khoản này. Và cái mốc của các cái history đưa ra các giải pháp để sao cho có được cái tỷ lệ an toàn nhất đối với cái tài khoản này thì thực chất đó là quản trị rủi ro. Vậy thì các mô hình sẽ được thiết lập dựa trên cái giao dịch. Chúng ta sẽ xem các cái tài khoản copy. Đây là cái tài khoản hoa tiêu và sẽ dẫn đến rất nhiều các tài khoản copy. Các tài khoản copy này thì cũng có được cái tín hiệu. Chúng ta chờ lốt lên. Có các cái tín hiệu. Tài khoản quick compare sẽ có được cái tín hiệu. Đó, đang theo cặp EG. Để vận hành một cái hoa tiêu này thì các copier sẽ nhìn thấy được cái tỷ lệ thành công nếu trong trường hợp đấu. Thế trước đây thì vận hành cái tài khoản to thì cái tài khoản nhỏ họ follow theo cái tài khoản lớn thì chắc chắn là cái tỷ lệ vào lệnh thì nó sẽ khác. Thế vậy thì cái quản trị rủi ro nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư hiểu được là bộ phận là team sale nó khác hoàn toàn với bộ phận quản trị quản trị của các tài khoản. Thì việc quản lý chúng ta sẽ nhìn thấy nếu tài khoản này là lãi 6 đô hay là 60 đô thì tài khoản kia nhân 10 lên là 600 đô, tài khoản nhân 100 là 6.000 đô. Vậy thay vì cái cách để chúng ta tính toán và hiệu quả và đánh rất mệt đối với cái tài khoản to trước đây thì mỗi một phòng trader thì vận hành những cái tài khoản nó rơi vào 15 cái tài khoản đến 20 cái tài khoản 100.000 thì lập tức là bị nó sẽ rất là khó khăn và tâm lý và áp lực. Hiện nay thì nay chúng ta sẽ đổi lại các chiến lược là copy. Chúng ta sẽ xem các cái tài khoản copy trade cũng như là các cái thông tin đó, để cho chúng ta nhận thấy chúng ta vào cái tài khoản vào trong cái kênh của Nguyễn Quang Học .vn thì tôi có nói rất nhiều về các cái quỹ GFX và các giải pháp copy trade. Thế thì cái tài khoản lãi hoặc là tài khoản lỗ thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái tỷ lệ nó nhân lên và cái tỷ lệ chốt lời cũng như là chốt lỗ thì chúng ta xem. Thì hy vọng rằng chúng ta hiểu qua một chút về cái copy trade cũng như là vận hành các cái quỹ của GFX để hiệu quả và đem đến cái hiệu suất an toàn nhất. Với các cái mong muốn là chúng ta nhìn thấy được cái sự vận hành thông qua Ichimoku các vấn đề về tỷ suất chốt lời, chốt lỗ đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được cái cách để mà chúng ta nhìn thấy cái sự vận hành. Đó. Và đây là cái tỷ lệ chúng ta nhìn thấy TP take profit rồi đúng không ạ? Account history. Đúng không? Đây là chúng ta sẽ nhìn cái customer today. Khi đạt được tỷ lệ đúng không ạ? Thế là cái tài khoản 10 nhân 10 lần lên tài khoản 10.000 sẽ là 180 đô. Cũng đạt được cái tỷ lệ 1% đến 2% một ngày. Tài khoản 100.000 sẽ là 1.800 đúng không ạ? Và các hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu thử cắt bằng tay để đảm bảo lợi nhuận đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì việc vận hành của các cái tài khoản nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tỷ lệ và chúng ta sẽ xem. Đấy, ví dụ ngày hôm nay sẽ được 220 đô cho rất nhiều các tài khoản 10.000, 2.200 đô cho tài khoản 100.000, ví dụ như vậy. Nhưng đạt cái tỷ lệ này thì chúng ta sẽ phải đạt các cái duy trì, cái mốc duy trì của chúng ta đó là mốc duy trì của 6 tháng
vẫn phải đạt được cái tỷ lệ 30%. Ví dụ như vậy, chúng ta phải đạt được các mốc tỷ lệ 30%, sao cho nó an toàn nhất. Đó. Còn việc quản trị của các cái hệ thống thì chắc chắn rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cách đó, với cái mỗi một cái tài khoản LG, xem các cái khả năng chốt lời của LG ra sao. Đó. Từ cái việc mà chúng ta theo dõi, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy các cái hiệu suất của chúng tôi có 6 cái hoa tiêu, 6 đội đó. Thì GFX đưa ra một số các cái giải pháp để cho chúng ta nhìn thấy an toàn. Vậy thì thay vì cái công việc là giao dịch thì chúng ta đa số tập trung vào quản trị rủi ro nhiều hơn, đó. Quản trị rủi ro, chúng ta sẽ thực chất nó là cái quản trị rủi ro đó. Và các câu chuyện về quản trị rủi ro tôi sẽ nói sâu và nói chi tiết để cho quý vị khách hàng hiểu được cái cách làm và đấu nối với các hệ thống làm như nào để an toàn nhất. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau.